chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mới đây, câu chuyện của một nam shipper đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội khi được biết anh chàng này có nhận giao hai hộp ốc và để giao hàng thì anh đã phải trả tiền trước, cùng với đó là đi một quãng đường hơn 10 km để đến địa chỉ nhà của khách ở Bình Dương. Thế nhưng khi tới nơi anh gọi điện thì vị khách này hoàn toàn không bắt máy. Những mẩu chuyện xung quanh nghề shipper là chủ đề luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là những chuyện shipper bị bom hàng luôn gây xôn xao. Mới đây, một tài khoản Facebook có chia sẻ một nam shipper nhận giao hai hộp ốc khách đặt. Người này đã trả tiền trước và chạy đơn hơn 10 km từ địa chỉ quán ở thành phố Hồ Chí Minh đến chung cư gần cầu vượt Sóng Thần ở Bình Dương. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh gọi điện thoại thì vị khách không bắt máy. Anh shipper đã đợi đến 0 giờ 30 phút nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ vị khách này. Đính kèm bài đăng là hình ảnh nam shipper với gương mặt lo lắng và bất lực. Ngay khi được đăng tải thì bài đăng đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bức xúc, phẫn nộ trước hành vi của vị khách kia. Thường shipper bao nhiêu thì bức xúc với người khách kia bấy nhiêu. Người ta kiếm tiền khổ cực như vậy mà nỡ bom hàng. Hèn nhất là những người dám làm mà không dám chịu. Sao ác quá vậy? Người ta lặn lội giữa đêm để đổi lại thái độ thế này à? Có biện pháp nào để bảo vệ shipper trong những tình huống thế này không? Biết rồi cũng tội quá. Số điện thoại này mà công khai thì chắc chắn sẽ bị tấn công đến cháy máy. Bao nhiêu vụ như vậy rồi vẫn không có ý thức. Sao có thể lấy vất vả, công sức của người khác ra làm trò đùa như thế được? Thực tế thì đây không phải lần đầu tiên những câu chuyện khách bom hàng ship gây bức xúc. Và năm 2019 thì đã rộ lên một câu chuyện shipper bị bùng đơn hàng 20 ly trà sữa Gong Cha giá 1,2 triệu đồng. Ngay sau đó là hàng loạt những vụ việc tương tự liên tiếp xảy ra. Mong rằng qua những sự việc như thế này thì những vị khách đặt hàng online sẽ có ý thức và trách nhiệm hơn để tránh những sự việc tương tự xảy ra. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của S News. Các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho fanpage và kênh YouTube S News nhé.